Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Xin xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2021 Như Laden đã hứa với quý vị Trong video này, Laden xin chia sẻ với quý vị cách tính tiền hưu trên lệch hàng tháng khi so sánh giữa năm 2021 và năm 2022 sau khi đã trả xong phí Medicare Part B, tức là tính xem tiền hưu hàng tháng của quý vị trong năm 2022 sau khi đã cộng 5.9% tiền lạm phát và trừ đi 170 đô la 10 cent tiền bảo hiểm sức khỏe Medicare Part B thì số tiền hưu còn lại mỗi tháng của quý vị trong năm 2022 sẽ nhiều hơn số tiền hưu hiện tại hàng tháng của quý vị đang nhận của năm 2021 là bao nhiêu. Việc so sánh này chứng minh với chúng ta điều gì? Nếu tiền hưu hàng tháng của quý vị quá ít, quý vị có thể xin thêm tiền SSI, tức là tiền già hay tiền bệnh được không? Những lợi ích và hạn chế của việc vừa có tiền SSA và vừa có tiền SSI là gì? Sau đây, Lê Đình xin được chia sẻ với quý vị công thức tính tiền hưu chênh lệch hàng tháng của năm 2022 và năm 2021 sau khi trừ đi phí Medicare Part B. Để có được kết quả này, quý vị cần phải làm 4 bước như sau. Bước thứ nhất, quý vị hãy lấy số tiền hưu gốc hiện tại mà quý vị đang nhận hàng tháng của năm 2021 tức là số tiền hưu nguyên thủy mà quý vị chưa trừ đi các khoản chi tiêu của Medicare Part B hay là Part C, Part D gì cả, nhân cho 5.9%, sau đó lấy số tiền này cộng với tiền hưu gốc của quý vị một lần nữa để có kết quả ở bước 1. Bước 2, quý vị lấy kết quả bước 1 trừ đi 170 đô la 10 xu. Bước 3, quý vị lấy tiền hưu gốc hiện tại mà quý vị đang nhận hàng tháng trong năm 2021 trừ đi 148 đô la 50 xu. Ở bước cuối cùng, tức là bước thứ tư, quý vị hãy lấy kết quả của bước 2 trừ đi kết quả của bước 3. Số tiền mà quý vị có được ở bước thứ tư này sẽ là số tiền chênh lệch của năm 2022 và năm 2021 hàng tháng sau khi quý vị đã trừ đi Medicare Part B. Để giúp quý vị dễ hiểu hơn, Lê Đinh sẽ làm một ví dụ với một số tiền cụ thể để làm theo bốn bước tính này. Thí dụ, tiền hưu gốc mà quý vị đang nhận hàng tháng của năm 2021 là 455 đô la mỗi tháng. Bước 1 quý vị sẽ lấy 455 đô la nhân cho 5.9 rồi lấy kết quả đó cộng với 455 đô la để có kết quả của bước 1 là 481 đô la 84 sen bước thứ hai quý vị lấy kết quả của bước thứ nhất tức là 481 đô la 84 sen trừ đi 170 đô la 10 sen để có kết quả là 311 đô la 74 sen bước thứ ba quý vị lại lấy số tiền hưu gốc của quý vị hàng tháng trừ đi 148 đô la 50 sen. Tiền hưu gốc của quý vị trong ví dụ này là 455 đô la. Lê Đinh sẽ lấy 455 đô la trừ đi 148 đô la 50 sen. Số tiền 148 đô la 50 sen là số tiền Medicare Part B mà quý vị đang trả hàng tháng của năm 2021. Nếu số tiền Medicare Part B mà quý vị đang trả trong năm 2021 mỗi tháng nhiều hơn số tiền này, thì quý vị hãy thế, số tiền phí Medicare Part B mà quý vị đang trả vào vị trí của số 148 đô la 50 cent này trở lại với những số liệu trong ví dụ này, sau khi quý vị lấy 455 đô la, tức là số tiền hưu hàng tháng mà quý vị đang có, trừ đi 148 đô la 50 cent là số tiền Medicare Part B mà quý vị phải trả hàng tháng. Quý vị sẽ có số tiền còn lại là 306 đô la 50 cent mỗi tháng. Cuối cùng là bước thứ tư Quý vị hãy lấy kết quả của bước 2 trừ đi kết quả của bước 3 mà như trong ví dụ này sẽ là 311 đô la 74 sen trừ đi 306 đô la 50 sen. Kết quả của bài toán trừ này là 5 đô la 24 sen và đó cũng là số tiền hưu trên lệch của năm 2022, quý vị được nhận nhiều hơn năm 2021 hàng tháng sau khi trừ đi phí Medicare Part B. Quý vị thân mến, từ ví dụ này chúng ta thấy được một điều là cho dù tiền hưu hàng tháng của quý vị trong năm 2022 được tăng 5.9%, nhưng với sự tăng phí Medicare Part B hàng tháng thì phần tiền hưu còn lại của quý vị sau khi đóng xong Medicare Part B nếu so sánh với năm 2021, quý vị cũng chẳng nhận hơn là bao nhiêu. Bởi vì tiền hưu của quý vị chỉ được tăng 5.9% mỗi tháng, nhưng tiền phí Medicare Part B lại tăng từ 148 đô la 50 cent mỗi tháng lên đến 170 đô la 10 sen mỗi tháng, tức là tăng 14.5%. Vậy nếu chúng ta lấy 14.5% trừ đi 5.9% để có kết quả là 8.6%, tức là cuối cùng tiền hưu của quý vị hàng tháng của năm 2022 vẫn còn bị hụt 8.6%. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những quý vị có mức lương hưu thấp hơn 700 đô la mỗi tháng. Bởi vì sau khi đóng xong các phí bảo hiểm sức khỏe, và những khoản tiền deductible của bảo hiểm sức khỏe. Mỗi khi quý vị cần gặp bác sĩ, quý vị cần phải mua thuốc hay là quý vị phải nằm viện. Vì vậy, nhiều quý vị nhận tiền hưu ít hơn 700 đô la mỗi tháng, thường nộp đơn xin thêm tiền SSI để bù vào khoản hụt đó. Bởi vì tiền SSI, tức là tiền già hay tiền bệnh tối đa của liên bang trong năm 2022 sẽ là 841 đô la mỗi tháng cho một người. Nếu tiền hưu của quý vị ít hơn 841 đô la, và quý vị đủ điều kiện để nhận thêm tiền SSI, thì phần tiền SSI mà quý vị được nhận thêm, sau khi cộng vào với số tiền hưu quý vị đang lãnh, sẽ không vượt quá mức tối đa tiền SSI hàng tháng mà một người có thể nhận được từ chính phủ liên bang. Thí dụ, hiện tại quý vị chỉ nhận tiền hưu là 600 đô la mỗi tháng. Số tiền hưu này ít hơn số tiền tối đa của SSI, khoảng hơn 200 mỗi tháng. Do đó, quý vị sẽ nộp đơn xin thêm tiền SSI nếu quý vị đủ điều kiện để nhận thêm tiền SSI. Ở mức tối đa là 841 đô la mỗi tháng, sở an sinh xã hội sẽ lấy 841 đô la, trừ đi 600 đô la, sau đó lấy kết quả cộng thêm 20 đô la nữa. Kết quả của bài toán trừ và toán cộng này sẽ là số tiền SSI mà quý vị có thể nhận được thêm mỗi tháng, cộng vào với số tiền hưu của quý vị. Tức là sẽ lấy 841 đô la, trừ đi 600 đô la và lấy kết quả cộng thêm 20 đô la nữa để có kết quả cuối cùng là 261 đô la mỗi tháng. Như vậy, mỗi tháng quý vị vừa nhận được 600 đô la từ tiền hưu và còn được nhận thêm 261 đô la từ tiền SSI. Đó là một trong những ưu điểm lớn nhất của việc quý vị vừa có SSA và vừa có SSI. Ưu điểm thứ hai là khi quý vị có chương trình SSI có thể quý vị sẽ không cần đóng các phí bảo hiểm Medicare Part A, B, C, D. Bởi vì chính phủ sẽ trả tiền các chương trình này cho quý vị. Tuy nhiên, việc nhận hai chương trình SSA và SSI cũng gây ra một số hạn chế cho quý vị. Thứ nhất, không phải quý vị nào cũng đủ điều kiện để nhận tối đa từ tiền SSI. Bởi vì Sở An sinh Xã hội sẽ xét số tiền SSI của quý vị theo tùy hoàn cảnh gia đình của quý vị Thí dụ, quý vị có tài sản hay không? Tiền hưu của quý vị nhận được mỗi tháng là bao nhiêu? Quý vị có những thu nhập nào khác ngoài phần tiền hưu hay không? Nếu quý vị có càng nhiều thu nhập ngoài phần tiền hưu hay quý vị có nhiều tài sản thì quý vị cũng có thể không đủ điều kiện để được nhận thêm tiền SSI. Vậy những nguồn thu nhập hay tài sản nào được tính vào chương trình SSI? Có 4 nguồn thu nhập chính được tính khi quý vị nộp đơn xin SSI. Nguồn thu nhập thứ nhất là earn income, tức là khoản tiền mà quý vị làm ra được từ công việc làm, thí dụ như tiền lương. Còn nếu quý vị là những người lao động tự do thì những số tiền thu nhập của quý vị từ nghề lao động tự do đó cũng được tính là earn income. Khoản thu nhập thứ hai được tính khi nộp đơn xin SSI, đó là unearned income. Đây là những khoản thu nhập không có nguồn từ việc làm, thí dụ tiền hưu, tiền pension tiền nhận được hàng tháng từ những chương trình bảo hiểm thương tật, tiền lời từ những chương mục ngân hàng. Thứ ba là những nguồn thu nhập mà quý vị được tặng từ người thân để quý vị mua thực phẩm hay trả tiền nhà. Thứ tư là thu nhập từ vợ hoặc chồng của quý vị, nếu quý vị sống chung một nhà hoặc thu nhập của cha mẹ hay những người bảo trợ tài chính của quý vị. Ngoài việc giới hạn về thu nhập, chương trình SSI còn giới hạn về tài sản của quý vị nữa. Nếu Lê Đinh nhớ không lầm, giới hạn tài sản để một người có thể đủ điều kiện nhận được chương trình SSI là 2.000 đô la, còn đối với một cặp vợ chồng là 3.000 đô la. Ngoài yêu cầu về tài sản và thu nhập, quý vị phải có độ tuổi từ 65 tuổi trở lên. Nếu quý vị trẻ hơn 65 tuổi, quý vị phải có những giấy tờ chứng minh từ bác sĩ rằng quý vị đang bị bệnh. Điều này có nghĩa là nếu quý vị có nhiều tài sản, Quý vị có nhiều nguồn thu nhập từ các tiền pension của quý vị, hay quý vị có nhiều tiền lời từ những tài khoản ngân hàng của quý vị, hoặc là quý vị về hưu trước 65 tuổi thì quý vị cũng không đủ điều kiện để nộp đơn xin thêm tiền SSI. Mặc dù tiền hưu hàng tháng của quý vị thấp. Hạn chế tiếp theo là quý vị phải là công dân Mỹ mới có thể nộp đơn cho chương trình SSI. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ dành cho những quý vị chỉ có thẻ xanh. Nhưng những trường hợp này khá phức tạp, cho nên Lê Đinh xin phép được không chia sẻ ở trong video này. Và hạn chế thứ ba là khi quý vị đang nhận tiền SSI, quý vị không thể đi ra nước ngoài lâu hơn một tháng. Thí dụ, quý vị về Việt Nam thăm thân nhân, quý vị chỉ được ở đó khoảng dưới một tháng mà thôi. Nếu quý vị ở lâu hơn một tháng, quý vị phải gọi báo cáo với văn phòng SSI và có thể quý vị sẽ bị ngưng tiền SSI trong tháng đó. Quý vị thân mến, đó là toàn bộ những chia sẻ của Lê Đinh trong video ngày hôm nay. Lê Đinh rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đối với Lê Đinh Vlogs USA. Lê Đinh mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Quý vị chỉ cần nhấn subscribe và nút chuông một lần duy nhất mà thôi. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo